nhằm tăng cường năng lực cho giáo viên môn tiếng Anh cấp trung học phổ thông trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngày 6 tháng 8 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp cùng Báo Giáo dục và Thời đại, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tập huấn chuyên đề nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Anh bằng tư duy Linear Thinking tại trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Chương trình được triển khai theo hình thức tập huấn dành cho giáo viên tiếng Anh phổ thông trên địa bàn thủ đô. Thông qua chương trình, các thầy cô giáo đã được trải nghiệm thực hành những ý tưởng mới gắn với công tác bồi dưỡng, phát triển nghiệp vụ giảng dạy ngoại ngữ, đồng thời nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trên bục giảng, từ đó cải thiện kết quả học tập của học sinh. Nó có 3 cái điểm khác biệt chính. Điểm khác biệt đầu tiên nó chính là cái tính hệ thống của nó. Là phương pháp này nó rất là bao quát, nó bao quát và nó phù hợp cho đối tượng học viên, ngay cả những bạn yếu, những bạn trung bình và giỏi đều sử dụng được phương pháp này. Cái thứ hai là nó có tính tư duy, nó là cái phương pháp đầu tiên đánh dấu việc áp dụng tư duy toán học và việc học tiếng Anh. Và thứ ba, một cái điểm rất là tự hào, đó là cái tính thuần Việt. Đây là phương pháp đầu tiên do người Việt tạo ra để giải quyết những vấn đề của chính học viên Việt Nam luôn. Ví dụ là ảnh hưởng của tiếng Việt lên việc học tiếng Anh như thế nào. Linear Thinking là một phương pháp học và tiếp cận tiếng Anh dựa vào tư duy logic toán học và sự nghiên cứu ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ lên việc học ngoại ngữ, áp dụng một số kỹ thuật siêu trí nhớ. Qua đây, tạo ra một cách học tiếng Anh đặc biệt, hiệu quả đối với người Việt. Tôi đánh giá là phương pháp này là rất là mới. Tôi đã từng nghe đến nó rồi, tuy nhiên là cũng chưa thực sự hiểu về nó. Nên là thông qua buổi tập huấn này thì tôi thấy là giảng viên họ chỉ ra rất là rõ từng bước là thực hiện cái phương pháp này như thế nào trong lớp học của mình. Thì tôi nghĩ là sẽ áp dụng rất là tốt đối với học sinh của lớp. Buổi tập huấn nhằm góp phần giúp các giáo viên tăng cơ hội trải nghiệm và thực hành những ý tưởng mới thông qua các giờ thực hành giảng dạy, bồi dưỡng và thúc đẩy quá trình phát triển nghiệp vụ giảng dạy và tiếp tục nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trên lớp đối với các giáo viên. Cũng tại chương trình, hàng trăm giáo viên chủ chốt đại diện cho tổ tiếng Anh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thủ đô đã lần đầu tiên được tiếp cận nền tảng công nghệ hỗ trợ việc học tiếng Anh Super LMS, phương pháp hiện đại nhằm hỗ trợ củng cố kiến thức, giúp học viên làm bài tập dễ dàng và hiệu quả hơn.